Dạ, mình được chú chị đến kênh San Sài Gòn nha. Hiện tại San Sài Gòn có mặt ở hội quán ở sân bay Dương Anh Khương vừa vào tối thứ ba để mình ủng hộ và xem buổi giao lưu văn nghệ với bà con quán với hội quán ở sân bay Dương nha. Mình quay bối cảnh là hội quán ở sân bay Dương Anh Khương vừa vào tối thứ ba.
em đã quyền đòn ở đó. Dạ, chào chị. Rồi mình hát hay quá, hay luôn. Thì không biết là hôm nay anh sẽ hát tân nhạc hay là cổ nhạc ạ? Dạ, chào chị. Sau đây dẫn sẽ đến bà cô chú anh chị với một sáng tác của mình. Ta tên anh xuống ha con. Dạ. Đi không qua mấy người con. Dạ, năm người á. Chúng ta con lát vỗ tay cho anh Dũng được không ạ? Dạ. Chúc cả nhà vui vẻ nha.
Dương và cũng đã đến vài ba lần rồi đúng không ạ? Dạ rồi, hôm nay quay trở lại hồi quán rồi. Nhưng mà cho anh hỏi là khi nào thì mình quay trở lại để mình tiếp tục công việc của mình anh? À, ngày mốt. Dạ, ngày mốt là mình bay rồi. Là 3 ngày tiếp tục công việc. Dạ, rồi, ngày mốt quay rồi mà hôm nay vẫn ghé hội quán ngôi sao miền Dương để giao lưu. Dạ rồi, hôm nay là anh hát bài gì đây? Là hát bài về cha, tình con, cái sâu sắc của bản thân. Dạ, tình cha. Dạ, mời quý bà con cô bác thưởng thức ca khúc tình cha nha. Dạ, rồi em mời anh. Quá tuyệt vời chào chú Giang ơi. Rồi lần hai mẹ chú. À, sau khi hát xong anh có hài lòng không? Lần trước mình chưa hài lòng, lần này mình thấy sao? Chưa được hài lòng lắm. Dạ. Cũng chưa được hài lòng luôn hả? Chắc là phải mình ghé lên hả? Mà đi mấy hai ba chục đạp lên hả? Dạ. Dạ nếu có thời gian cứ đến hỏi biết là một ngày. Chú hát chưa? Chưa. Dạ rồi, cảm ơn. Tại vì chú muốn hát thì chú đăng ký trước. Anh ký trước dạ. Cái sân khấu của hội quán ngôi sao miền Dương thì vừa là nơi để giao lưu. Thứ năm mà chú ghé đây chớp chớp chút. Chúng ta hơi rung, chúng ta hơi ngại thì chúng ta bỏ cái gì hết. Chúng ta là mùa một mùa hai chúng ta đêm nhạc thứ ba thứ năm thoát lúc 4:30 chiều rồi thấy kinh khiếp rồi. Sau đó thì mình thử giọng rồi mình tập với ban nhạc để mình tự tin hơn nha. Dạ mình là chú đi từ Bình Thạnh ra đây đi đạp xuống đây thì đạp tự tin 3:30. Dạ rồi chú đâu biết là quay nói đâu chú ngồi ngoài quán và tham gia vào những đêm nhạc như thế này nhiều nhiều nhiều. Và bây giờ dạ cứ tưởng là tối mà ha. Đúng rồi cô. Dạ. Xin giới thiệu với bà con cô bác đây chính là cô thứ năm chú ghé đây là đăng ký sớm chút. Dạ. Thứ năm chú ghé đây đăng ký sớm chút. Thứ năm á mấy giờ? 4:00 là 4:00 đăng ký được rồi. 4:00 hả? Dạ. Rồi thôi chào con ha. Dạ dạ. Bữa nay đam mê lắm được lên là vui dữ lắm nè quý vị ơi. Dạ. Cô đã đăng ký mấy lần rồi? Thì sáng nay cô phụ nói vậy đó. Dạ. Cái gì nhà gì cơm nước vậy là gì thôi lấy quay cũng tốt nè. Ơi, chào cậu. Nay cậu đi xem nhà có vui không? Ở Mỹ luôn á. Ở Đức hả?
Anh tới đây mấy lần rồi anh? Lần đầu tiên. Đầu tiên hả? Anh có thường xem kênh của anh Thiên Dừa không? Trời, 10 năm nay rồi. 10 năm nay hả? Tăng trưởng mà. Dạ. Qua 10 năm nay lúc mà điểm Thiên Dừa còn làm điểm quân. Dạ. Không có cái gì hết. Mà lần đầu tiên anh xuống ghé quán hoa sen Bình Dừa, anh Thiên Dừa cảm nhận thế nào? Tuyệt vời chứ. Gặp thần tượng mà thần tượng người ta không có xuống đó. Hôm nay anh Thiên Dừa đi quay phim nè. Đó là 11 giờ. Có kiểu chờ á. 11 giờ chờ luôn á. Chờ mà không thấy. Thôi nghiệp quá ha. Đợi anh Thiên Dừa. Thần tượng không thấy thần tượng đâu. Thì đó theo dõi 10 năm rồi ơi. Đã có chưa? À, chúc chú vui vẻ ha. Dạ, hẹn gặp lại. Hello, chào chú ta. Nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc tối thứ bảy tuần này tại hội quán Ngôi Sao Miệt Dương. Dạ, tối đêm thứ bảy chúng ta sẽ có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ hài Thanh Bắc, ca sĩ Võ Lê My cùng với những tiếng hát bước ra từ chương trình Ngôi Sao Miệt Dương. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã dành thời gian đến với đêm nhạc tối thứ ba tại hội quán Ngôi Sao Miệt Dương. Xin chúc quý bà con cô bác thật nhiều sức khỏe và có một đêm thật ngon giấc ạ. Thành Tuấn xin chào và hẹn gặp lại. Tham gia giải trí mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi. Và hiện tại bây giờ cũng phải ủng hộ hội quán và xem đêm nhạc đã kết thúc rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn với đêm tiếp theo. Xin chào.